Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chương 10, một số hình khối trong thực tiễn. Bài 38, hình chóp tam giác đều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đi tìm hiểu xem là như thế nào được gọi là hình chóp tam giác đều. Hình chóp tam giác đều có mặt đáy là một tam giác đều. Các mặt bên thì là các tam giác cân bằng nhau, chung một đỉnh là đỉnh S. Đỉnh chung này sẽ được gọi là đỉnh của hình chóp tam giác đều. Cô có S.ABC là hình chóp tam giác đều. Đoạn thẳng nối từ đỉnh của hình chóp và trọng tâm của tam giác đáy. Trọng tâm của tam giác đáy ở đây chính là O này, đúng không ạ? Có nghĩa là SO sẽ được gọi là đường cao của hình chóp tam giác đều. Còn đường cao mà vẽ từ đỉnh của mỗi mặt bên thì sẽ được gọi là trung đoạn của hình chóp tam giác đều. SH chính là trung đoạn. Được chưa ạ? Chúng mình ghi nhớ nhé. Rồi bây giờ con thực hiện cho cô ví dụ số 1 nào. Gọi tên đỉnh, cạnh bên, mặt đáy, đường cao và một trung đoạn của hình chóp tam giác đều. Ở đây cô có chóp tam giác đều S.MNP. Có đỉnh là gì đây ạ? À, đỉnh S đúng không? Chúng mình chỉ có một đỉnh là đỉnh S nhé. Tiếp tục cô có cạnh bên nào. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 cạnh bên. Cạnh SM, cạnh SN và cạnh SP. Mặt bên thì sao nhỉ? Chúng mình có mấy mặt bên đây ạ? À, có 3 mặt bên đúng không? Mặt bên thứ nhất là SMN, thứ hai là SMP và cuối cùng là SNP. Có một mặt đáy duy nhất đó là tam giác đều MNP. Và đường cao chính là SO. Chúng mình chú ý nhé, tránh nhầm đường cao và trung đoạn của hình chóp này. Trung đoạn ở đây sẽ là SI. Rất nhiều bạn sẽ nhầm phần này. Được chưa? Từ đó cô sẽ có phần nhận xét như sau. Hình chóp tam giác đều thì sẽ có đáy là tam giác đều, ghi nhớ này, để chúng mình có thể tính được. Mặt bên là các tam giác cân và bằng nhau có trung đỉnh. Chân đường cao kể từ đỉnh tới mặt đáy là điểm cách đều các đỉnh của tam giác đáy. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đi vào phần 2 nhỏ là phần quan trọng hơn trong tiết học ngày hôm nay. Tìm hiểu về diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều. Đầu tiên là diện tích xung quanh của chóp tam giác đều nào. Cô có hoạt động số 1 như sau. Quan sát hình chóp tam giác đều và hình khai triển của nó. Hãy tính tổng diện tích các mặt bên của hình chóp. Ở đây cô có chóp tam giác đều S.ABC và hình khai triển. Chúng ta quan sát này, được chưa ạ? Bây giờ hãy tính cho cô tổng diện tích các mặt bên. Cô có 3 mặt bên. Mặt bên SAB, SAC và SBC. Thì 3 mặt bên này thì đều là các tam giác cân và chúng bằng nhau, đúng không ạ? Vậy để tính được tổng diện tích của các mặt bên thì con chỉ cần tính cho cô diện tích của một mặt bên, sau đó con nhân với 3 là được. Được chưa ạ? Để chúng ta sẽ tính cho cô diện tích của một mặt bên nhé. Cô sẽ ghi là S một mặt sẽ bằng, nào công thức tính diện tích tam giác chúng ta nhớ lại nào, 1 phần 2 nhân đáy là 5cm nhân chiều cao, đề bài cho là 6cm. Cô được kết quả bằng 15cm². Từ đó chúng mình sẽ suy ra được S của 3 mặt. Thì con sẽ lấy S của một mặt là 15, con nhân 3 và được kết quả bằng 45cm². Được chưa ạ? Hay nói cách khác là tổng diện tích các mặt bên của hình chóp là 45cm². Tiếp tục chúng mình thực hiện cho cô hoạt động số 2 nào. Bây giờ con hãy tính cho cô tích của nửa chu vi mặt đáy với trung đoạn của hình chóp tam giác đều. Sau đó con so sánh kết quả vừa tính với kết quả ở hoạt động số 1. Được không nhỉ? Nào, đầu tiên con sẽ tính cho cô nửa chu vi mặt đáy trước.
Cô có nửa chu vi đáy. Chu vi đáy, đáy ở đây là tam giác đều, có độ dài một cạnh là 5. Vậy chu vi sẽ là 5 x 3, đúng không ạ? 5 cộng 5 cộng 5 vì 3 cạnh bằng nhau. Vậy nửa chu vi thì con chỉ cần thực hiện chia cho 2, đúng không nhỉ? Hoặc con tính là 1 phần 2 nhân chu vi là 5 x 3. Và cô được kết quả bằng 7,5 cm. Tuy nhiên đề bài yêu cầu tính gì đây nhỉ? Tích của nửa chu vi với trung đoạn của hình chóp. Rồi chúng ta sẽ thực hiện. Tìm cho cô tích của nửa chu vi. Với trung đoạn nhé. Chú ý không phải là đường cao này. Tích là con thực hiện phép nhân. Con lấy nửa chu vi là 7,5, con nhân với trung đoạn, đề bài cho ở đây chính là 6. Và cô được kết quả bằng 45, đơn vị là cm. À, cô xin lỗi đây, chúng mình không có đơn vị nhé. Đề bài chỉ yêu cầu tính tích đúng không ạ? Chúng ta không có đơn vị ở đây. 45 này, thì con thấy là 45 này giống với kết quả ở hoạt động số 1, đúng không? Hoạt động số 1 là chúng ta có tổng diện tích các mặt bên, có nghĩa là diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều, mà lại bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn. Vậy từ đó chúng ta sẽ rút ra kết luận sau đây. Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn. Công thức S xung quanh bằng P nhân D. Trong đó P là nửa chu vi đáy và D là trung đoạn. Được chưa nhỉ? Áp dụng công thức này con thực hiện cho cô ví dụ số 2 nào. Đề bài yêu cầu con hãy tính diện tích xung quanh của hình chóp S.MNP có cạnh đáy bằng 4cm và trung đoạn bằng 5cm. Nào, theo đúng công thức chúng mình tính cho cô nào. Diện tích xung quanh của hình chóp S.MNP là... Cô có công thức là nửa chu vi đáy nhân với trung đoạn. Đúng không nhỉ? Đáy ở đây có cạnh là 4 rồi. Thì nửa chu vi sẽ là 1 phần 2 nhân 4 cộng 4 cộng 4. Đúng chưa? Nhân với trung đoạn là nhân với 5. Khi đó cô sẽ được kết quả bằng 30cm vuông. Rất là đơn giản. Đúng không nào? Đó là phần diện tích xung quanh. Thế còn thể tích thì sao nhỉ? Chúng ta cùng với cô tìm hiểu về cách tính thể tích của hình chóp tam giác đều nào. Rồi bây giờ con quan sát này. Cô có hai dụng cụ đựng nước, có dạng hình lăng trụ đứng, đáy là tam giác đều và hình chóp tam giác đều có thể đặt chồng khít lên nhau. Chiều cao của hình chóp tam giác đều thì lại bằng chiều cao của hình lăng trụ. Nếu như cô lấy dụng cụ hình chóp tam giác đều múc đầy nước và đổ hết vào dụng cụ của hình lăng trụ đứng, thì cô thấy rằng chiều cao của cột nước chỉ bằng 1 phần 3 chiều cao của hình lăng trụ đứng. Đúng không ạ? Chúng mình thấy này, cô chia thành 3 phần. Có đúng là chiều cao của mực nước chỉ bằng 1 phần 3 chiều cao của hình lăng trụ không nhỉ? Khi đó cô có thể kết luận được rằng thể tích của hình chóp sẽ bằng 1 phần 3 thể tích của hình lăng trụ. Mà chúng mình đã được học thể tích của hình lăng trụ là bằng S nhân H. À vậy cô có thể kết luận như sau. Thể tích của hình chóp tam giác đều sẽ bằng 1 phần 3 tích của diện tích đáy với chiều cao của nó. Có nghĩa là V bằng 1 phần 3 S nhân H. Trong đó S là diện tích đáy và H là chiều cao của hình chóp. Được chưa ạ? Rồi thực hiện cho cô ví dụ số 3 nào. Một đồ chơi trẻ em có hình dạng là một hình chóp tam giác đều, cạnh đáy là 6cm. Chiều cao của đáy là 3 căn 3cm, còn chiều cao của hình chóp là 4cm. Bây giờ chúng ta hãy tính cho cô thể tích của khối đồ chơi đó. Để tìm được thể tích thì con sẽ áp dụng công thức là 1 phần 3 S nhân H. H ở đây là chiều cao của hình chóp đã biết là bằng 4cm rồi. Tuy nhiên S có nghĩa là diện tích đáy chúng mình chưa biết. Vậy thì chúng ta sẽ phải cùng cô đi tính diện tích đáy trước nào.
Đáy ở đây là tam giác đều, chúng ta áp dụng theo đúng công thức tính diện tích tam giác 1 phần 2 nhân độ dài đáy là bao nhiêu đấy ạ? Đề bài cho là 6. Còn nhân với chiều cao là 3 căn 3. Và cô được kết quả bằng 9 căn 3. Đơn vị của chúng mình là cm vuông. Sau khi đã có diện tích đáy rồi, thì theo đúng công thức chúng mình tính cho cô thể tích của hình chóp nào. Một phần ba nhân diện tích đáy là nhân với 9 căn 3, nhân với chiều cao là 4. Cô được kết quả bằng 12 căn 3. Chú ý đơn vị của thể tích sẽ là cm khối nhé. Được chưa ạ? Rồi, vậy là cô đã hướng dẫn cho chúng mình xong phần cách tính diện tích xung quanh này, cách tính thể tích của hình chóp tam giác đều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đi vào phần bài tập trong tiết học ngày hôm nay. Bài tập số 1. Nhân dịp Tết Trung Thu, bạn Khôi dự định làm một chiếc đèn lồng có dạng hình chóp tam giác đều, có độ dài cạnh đáy và đường cao của mặt bên tương ứng với 30cm và 40cm. Hỏi bạn Khôi phải dùng bao nhiêu mét vuông giấy màu vừa đủ để dán tất cả các mặt bên của chiếc đèn lồng. Biết rằng nếp gấp không đáng kể. À, tất cả các mặt bên có nghĩa là chúng mình sẽ phải đi tìm cho cô diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều. Đúng không nhỉ? Giờ chúng ta chỉ có duy nhất một bước tính thôi. Cô có diện tích xung quanh Công thức tính diện tích xung quanh sẽ là P nhân D. P là nửa chu vi đáy, còn D thì sẽ được gọi là trung đoạn. Đúng không nhỉ? Rồi chúng ta áp dụng theo đúng công thức nào. Nửa chu vi đáy là 1 phần 2 nhân mở ngoặc 30 cộng 30 cộng 30. Rồi trung đoạn là gì đấy ạ? À, trung đoạn ở đây chính là đường cao của mặt bên là 40cm. Đúng không? Còn nhân với 40. Và cô được kết quả bằng 1800. Đơn vị là cm vuông. Tuy nhiên ở đây đề bài hỏi là bạn Khôi dùng bao nhiêu mét vuông giấy. Thì chúng ta sẽ đổi sang đơn vị là mét vuông cho cô. Bằng 0,18 mét vuông. Đúng chưa? Rồi con chuyển cho cô sang bài tập số 2 nào. Một khối gỗ trang trí có dạng hình chóp tam giác đều. Diện tích đáy của khối gỗ bằng 43cm vuông. Chiều cao của khối gỗ bằng 8cm. Hỏi thể tích của khối gỗ bằng bao nhiêu? À, cô có công thức thể tích là V bằng 1 phần 3 nhân diện tích đáy nhân chiều cao. Đề bài đã cho biết diện tích đáy là 43cm vuông. Đã cho biết chiều cao là 8cm. Vậy thì con có thể áp dụng ngay công thức V của khối gỗ sẽ bằng 1 phần 3 nhân 43 và nhân với 8. Cô được kết quả xấp xỉ là bằng 114,67. Đơn vị của chúng mình sẽ là cm khối. Rồi, đó là bài tập số 2. Bài tập số 3 nào. Một đồ chơi có dạng hình chóp tam giác đều như hình bên. Tất cả các cạnh của hình chóp thì đều bằng 4cm. Đường cao kể từ đỉnh tới cạnh đáy của các mặt bằng 3,5cm. À, có nghĩa là trung đoạn là bằng 3,5cm. Đề bài yêu cầu con hãy tính diện tích giấy để làm vỏ bọc 4 mặt của đồ chơi này. 4 mặt có nghĩa là bao gồm 3 mặt bên và 1 mặt đáy. Đúng không nhỉ? Vậy thì để tìm được diện tích để làm vỏ bọc 4 mặt thì con sẽ phải tìm được diện tích xung quanh này và diện tích đáy, sau đó chúng mình tính tổng lại với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm cho cô diện tích xung quanh trước nào. Cô có diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là 1/2 nhân
4 cộng 4 cộng 4. Được chưa ạ? Nhân với trung đoạn đề bài cho là bằng 3,5. Đến đây con sẽ bấm máy và được kết quả bằng 21 đơn vị cm vuông. Đó là diện tích xung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đi tìm diện tích mặt đáy nào. Diện tích đáy ở đây, đáy là tam giác đều. Theo đúng như công thức diện tích tam giác là 1 phần 2 nhân độ dài đáy nhân với chiều cao là 4 nhân 3,5. Đúng không ạ? Và cô được kết quả bằng 7 cm2. Rồi, chúng ta chú ý nhé. Chóp tam giác đều này thì có các mặt đều như nhau. Có nghĩa là ba mặt bên và mặt đáy đều giống nhau. Được chưa ạ? Chú ý cho cô phần này. Rồi, tiếp tục nào. Từ đó chúng mình sẽ tìm được diện tích giấy để làm vỏ bọc là. Con sẽ lấy diện tích của ba mặt bên, có nghĩa là diện tích xung quanh 21, cộng với diện tích của mặt đáy là cộng với 7. Và cô được kết quả bằng 28 đơn vị là cm vuông. Được chưa nhỉ? Rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong bài tập số 3. Và đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.